Những quả đạn khổng lồ sẽ được nhồi đầy thuốc súng. Hãy hình dung kích cỡ của những quả đạn này. Có hơn 10.000 quả đạn như thế này đã được tích trữ ở bên trong pháo đài. Khi khởi nghĩa thì vị lãnh đạo của dân Haiti đã nhận được sự rèn luyện và đào tạo bởi quân đội Pháp, và đa số đạn dược cũng như những khẩu thần công này là do họ chiếm đoạt được sau khi đã thắng và giúp phá những doanh trại quân đội của người Pháp. Hãy hình dung kích cỡ của những viên đạn này. Và đây là những khẩu thần công. Đây là khẩu số 9. Đây được đúc vào năm 1772. Từ đây chúng ta có thể thấy toàn cảnh của pháo đài rất là ấn tượng.